Chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin phép được chia sẻ với các bạn một số từ đặc biệt và quan trọng được sử dụng trong từ vựng HSK5. Các bạn được dùng trong những cái bài văn và bài viết của những tác giả của Trung Quốc. Hôm nay mình xin phép được chia sẻ một số từ vựng và nâng cao để hỗ trợ cho các bạn thêm trong quá trình dịch văn bản. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé. Ok, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một số từ vựng liên quan. Các bạn chú ý theo dõi nhé. Từ nhất là từ an sư. An sư có nghĩa là ra ám hiệu hoặc là nói bóng gió. Nói bóng gió. Cái từ này thì có rất nhiều nghĩa thì các bạn có thể tham khảo trên một số trang web. Cái từ tiếp theo là từ củ ly. Củ ly có nghĩa là khuyến khích. An sư củ ly khuyến khích. Từ tiếp theo là từ tan bố. Thì tan bố này có nghĩa là mỏng manh hoặc là mỏng. Từ tiếp theo là từ quan y. Quan y. Quan y ở đây có nghĩa là ngỡ, nhỡ hoặc là nhỡ ra. Từ tiếp theo là từ phía trên. Phía trên. Phía trên. Phía trên này có nghĩa là thoáng thấy. Hoặc là lướt xem, lướt qua. Lướt qua. Các bạn đọc lại cho mình nhé. An sư. An sư. Củ ly. Củ ly. Tan bố. Tan bố. Tan bố. Quan y. Quan y. Quan y. Phía trên. Phía trên. Phía trên. Các bạn nhớ chép cho mình mấy từ này vào nhé. Các bạn sang từ số 6 tiếp theo này. Sáu là từ chỉ. Chỉ có nghĩa là dành, dành hiệu như dành thời gian, chỉ sứ chiên. Đó. Từ tiếp theo là từ tổ. Tổ đây có nghĩa là tránh, ẩn, lẩn tránh.
chỉ tổ tăng xa tăng xa tăng xa là tại thời điểm. Tiếp theo là từ của nóng của núng ở đây có nghĩa là người nông dân trồng quả. Của là quả này, núng là núng mín này, núng là nông dân này, vậy thì của núng nghĩa là người nông dân trồng quả. Từ tiếp theo là từ tai dê. Tai dê. Tai dê đây có nghĩa là đợi việc, chờ việc. Tức là người ta sau khoảng thời gian người ta nghỉ ngơi, người ta sẽ có một khoảng thời gian xin việc hoặc đợi việc thì người ta gọi là đấy, gọi là tai dê. Các bạn đọc lại cho mình nhé. Chỉ tổ tăng xa tăng xa của nóng của nóng tai dê tai dê. Các bạn sang từ tiếp theo, các bạn chép xong chưa? Từ tiếp theo là từ ý sự. Ý sự. Ý sự có nghĩa là thế là. Thế chấm chấm. Đó. Chú chờ. Chú chờ. Có nghĩa là đăng ký hoặc là ghi danh. Cái từ này thì các bạn thường gặp trên các trang web, người ta sẽ có một phần gọi là nút, gọi là nút chú chờ, có nghĩa là đăng ký. Đó. Chi lẻng. Chi lẻng, mình xin lỗi, chi lẻng nhé. Chi lẻng có nghĩa là thủ thuật hoặc là mánh khóe. Từ tiếp theo là từ hở ỉ. Hở ỉ ở đây có nghĩa là lấy gì sao lại. Lấy gì hoặc là sao lại. Chấm 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 chấm. Chăng rũ. Chăng rũ. Chăng rũ đây có nghĩa là cũng như. Đó, ba chấm. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong phần thứ nhất của series những từ vựng tiếng Trung quan trọng trong từ vựng HSK5. Thì đây là những cái từ vựng hỗ trợ mình hy vọng sẽ giúp được phần nào cho các bạn trong quá trình dịch cũng như là quá trình luyện từ vựng. Đó thì đây là kết thúc phần 1, phần thứ nhất của series video này. Thì các bạn có vấn đề gì thắc mắc về từ vựng thì các bạn có thể chia sẻ và
Để lại comment bên dưới cho video trong giúp mình nhé. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.